đến thời gian đã đến giờ làm việc. Xin kính mời tất cả mọi người chúng ta ổn định để chúng ta vào tổ chức buổi lễ bản. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho gia đình, xin trân trọng chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến dự buổi lễ mừng thọ mẹ chúng tôi. Là bà Đinh Thị Nhật, sinh năm 1929, tuổi 95. Và cũng nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn năm 2024, chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi tới các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị đại biểu, khách quý những lời kính chúc tốt đẹp nhất cho sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, cha gia Việt Nam có câu: cây khô đâu dễ mọc chồi, bố mẹ đâu dễ ở đời với ta. Non xanh bao nỗi mà già, bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. Mỗi độ xuân về, mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà, cha mẹ, xã hội, thể hiện sự xã hội, thể hiện được sự trọng vọng, tôn kính đối với bậc cao niên. Bản thân các cô cũng cảm thấy được tôn vinh và lẽ sống có cuộc sống vui vẻ hơn. Kính thưa quý vị, kính thưa các quý khách, mỗi con người chúng ta hiện hữu trên cõi đời này đều được đón nhận sự yêu thương, chở che, chăm sóc của cha mẹ. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi và gia đình có người cao tuổi là một cái phúc rất là lớn, nên mới được sống lâu. Người xưa có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, người thọ 70 xưa nay hiếm. Nhưng mẹ chúng tôi năm nay đã sang tuổi ngoại cửu tuần, tuổi 95. Đó cũng là cái phúc rất lớn, không chỉ cho mẹ mà còn là cả con cháu gia đình dòng tộc. Để tỏ lòng tri ân, ân đức sinh thành, dưỡng dục sự hiếu thuận của con cháu đối với ông bà cha mẹ, hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn, anh em con cháu nội ngoại tộc cũng như trong đại gia đình rất vui mừng, phấn khởi và long trọng tổ chức lễ mừng thọ tuổi 95 cho mẹ chúng tôi tại Tư Gia. Đến dự và chung vui với bà cũng như con cháu trong gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Về dự với buổi lễ mừng thọ hôm nay có: một, đoàn đại biểu đại diện cho ban công tác mặt trận thôn 9. 2, ông thôn trưởng và trưởng làng văn hóa hoặc thôn 9. 3, ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn 9, gồm các ông bà, thông gia và toàn thể các con cháu chấp đôi bên nội ngoại của bà. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón bằng những tràng pháo tay thật rộn ràng. Xin chào mừng các để mở đầu cho chương trình buổi lễ, tôi xin giới thiệu cháu Lan sẽ lên gửi tới bà và toàn bộ chúng ta một bài hát. Xin mời cháu. Xin kính chúc cho các ông các bà sau năm mới mạnh khỏe. Con không phải là ca sĩ nhưng mà hôm nay đại diện cho gia đình thì con cũng xin hát một bài tặng thứ nhất là bà và mọi người, bài hát cho cánh mẹ. Chào mừng chào chúng ta ở Vương Dốc.
ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đừng đời sương gió mịt mù, con hạnh phúc chẳng thể gian nan. Để con giới thiệu vị đại diện cho trưởng cho ban các mặt trận và trưởng làng văn hóa cũng như hội người cao tuổi thượng chín nên trao quà cho bà và có lời chúc mừng thọ bà. Xin kính mời ông.
Kính thưa cụ, kính thưa gương công, các bạn, các vị khách quý cùng toàn thể mọi người trong gia đình cụ. Thay mặt cho ban công tác mặt trận làng Văn Hóa, thì đầu tiên xin kính chúc sức khỏe cụ cùng tất cả mọi người năm mới, năm 2024 được dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa mọi người, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các gia đình, đặc biệt là các gia đình có các người cao tuổi lại tổ chức long trọng mừng thọ cho các cụ. Đó là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Nằm trong lĩnh vực nét đẹp văn hóa đó, thì thôn 9 trong năm 2004 có 7 cụ, có một cụ 100 tuổi, đó là bà Hoàng Thị Hồng, và tiếp đó là cụ Đinh Thị Nhật hưởng thọ, cụ đạt cụ mừng thọ 95 tuổi. Đó là niềm vinh dự của gia đình, dòng tộc cũng như của mọi người, cũng như làng Văn Hóa. Thay mặt cho ban công tác mặt trận làng Văn Hóa, xin cúc chủ được chúc cụ mạnh khỏe, trường thọ, sống lâu, sống có ích, đồng thời là con cháu được nhờ lộc của cụ và cùng với quê hương đất nước xây dựng phát triển kinh tế, quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Sau đây trân trọng mời ông trưởng thôn lên trao quà. Ê, đứng sát vào anh ơi, đứng sát vào, đứng sát vào, chụp nha, chụp nha. Ok, ok. Rồi, xin mời chào các bạn. Tiếp theo chương trình thì tôi xin thay mặt cho gia đình xin nhận những phần quà mừng thọ và những lời chúc thọ quý báu. Kính mời chúc quý vị đại biểu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tiếp theo thì tôi thay mặt cho gia đình, con cháu cũng có lời để phát biểu chúc mẹ tôi và tất cả mọi người. Kính thưa các vị khách quý cùng tất cả anh chị em, con cháu rung rẻ nội ngoại trong gia đình, hôm nay tất cả chúng con cùng cháu chắt tụ họp về đây dưới mái ấm gia đình, mảnh đất nơi chúng con sinh ra và trưởng thành, dâng lên lễ mừng thọ mẹ với tất cả tấm lòng kính yêu và tri ân vô hạn. Kính thưa mẹ, một trong những hạnh phúc của con người là cha mẹ còn được ở tại thế, nhưng chúng con hôm nay đứa lớn sắp 80, đứa út đã ngoài 50 mà mẹ vẫn còn khỏe mạnh, an khang, tinh thần minh mẫn, không hạnh phúc nào bằng. Sở dĩ chúng con có niềm vui tụ họp hôm nay để nhờ ơn Thiên Chúa phúc ốc tổ tiên, nhờ cha mẹ sống dọc lẽ đời, yêu lao động, thương con cháu, cư xử chừng mực ôn hòa. Đó là bài học mà suốt cả một cuộc đời chúng con mang theo để trưởng thành. Thưa mẹ, thế giới hôm nay rất nhiều thay đổi, gia đình chúng ta cũng đã thay đổi nhiều, có những niềm vui, có những nỗi buồn. Là vì vui là vì công việc làm ăn của chúng con đã dần dần ổn định, không quá chặt chẽ, cuộc sống mưu sinh. Như trước, vui và các cháu đã trưởng thành, lập thành gia thất, có nhiều cháu khác được sinh ra, có nhiều cháu đã trưởng thành, được vào đại học, được có những việc làm như ý bằng anh, bằng em trong xã hội. Nhưng cũng buồn là những người em, người em, những đứa cháu đã phải sớm ra đi, khiến đầu bạc tiễn đầu xanh, đau buồn khôn xiết. Thế nhưng có một điều không thể thay đổi là tấm lòng hiếu kính và niềm tự hào của chúng con động đổi đối với cha mẹ
Chúng con rất tự hào về truyền thống gia phong thanh bạch của gia đình, nhờ hồng ân Thiên Chúa, phúc ấm tổ tiên dòng họ. Nhờ phúc ấm đó mà chúng con và các cháu đã được học tập nên người. Chúng con cũng rất tự hào vì cha mẹ là những người lao động chân chính, tần tảo một nắng hai sương để nuôi chúng con được hạt lúa củ khoai chân chất. Tất cả chúng con được hưởng những bữa cơm đầm ấm, thấm đẫm ân tình ấy, nên tất cả đều đã thành người chăm chỉ làm việc, lao động lương thiện và thành công. Nay mẹ đã tuổi 90 năm mà vẫn còn yêu lao động, tinh thần vẫn còn minh mẫn, sức khỏe bình an, với chúng con không hạnh phúc nào bằng. Thưa mẹ, cùng tất cả con cháu trong gia đình, lễ mừng thọ này ngoài ý nghĩa thiêng liêng là tỏ tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ, còn có ý nghĩa nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống của gia đình, kính trên nhường dưới, đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau khi may mắn cũng như hồi hoạn nạn, để ông bà cha mẹ được sống vui khỏe hơn. Nghĩa là chúng con phải sớm hôm quây quần chăm lo phụng dưỡng để mẹ được an nhàn, an hưởng tuổi già. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả nên chưa tròn đạo hiếu, cúi xin mẹ rộng lòng tha thứ thay mặt tất cả con cháu trong gia đình, xin kính dâng lên mẹ nắng hoa ni rượu mừng thọ cửu tuần. Với tấm lòng kính yêu vô hạn, kính chúc mẹ được an khang để chúng con lại tụ họp về đây mừng mẹ bách niên. Đó là mơ ước lớn lao nhất trong cuộc đời này. Tiếp theo thì cũng xin thay lời gia đình hết sức cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ tiếp theo chương trình thì sẽ mời tất cả con dâu con rể là lên để tặng hoa mẹ. Xin mời. Thank you.
Vào đây giúp tôi nhá. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào cả nhà mình ơi, nó cốc chưa? Không có rượu bia gì à? Rồi nước ngọt cũng hết rồi. Rồi ok.
the father gentleman.